Đây chúng ta sẽ chữa cái đề số 2 trong khóa chinh phục điểm 10 môn hóa học kỳ 2 của lớp 11. Thế thì ở đề số 1 thì chúng ta đã xử lý với cái dạng đề đây là tự luận và trắc nghiệm rồi. Theo cái đề số 2 này thì chúng ta quay hoàn toàn đây là trắc nghiệm thôi nhé. Để có gian rèn luyện được các kỹ năng và quen với cái bài tập làm trắc nghiệm. Chúng ta sẽ bắt đầu vào từ câu số 1. Anken X có tỷ khối so với nitơ thì bằng 2, công thức phân tử của X là. Như vậy đây là cái bài toán tìm công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ, đây là anken và có tỷ khối tức là có m lớn. Như vậy bài này cũng tương đối đơn giản rồi. Như vậy ta sẽ có tỷ khối của X so với nitơ thì bằng 2. Thì mình suy ra được m lớn của X chính là m lớn của anken. Nitơ của chúng ta đây là 14 nhân 2 là 28 và đây là nhân 2 nữa. Vậy nên là 28 nhân 2 bằng 56. Mà anken tức là CnH2n. X ở đây là CnH2n. Thì mình sẽ có được, thì mình sẽ suy ra m lớn của thằng này tức là 14n thì bằng với 56. Dẫn đến n của mình ở đây là bằng 4. Vậy anken nó phải là C4H8. C4H8. Đây đáp án chính là đáp án B. Câu hỏi số 1. 1B. Câu 2. Cho 2,24 lít anken X tác dụng với lại brom trong dung dịch thì thu được sản phẩm có khối lượng lớn hơn so với khối lượng anken là. A, B, C, D. Như vậy đây là phản ứng của anken X là CnH2n khi cộng với brom và tạo ra CnH2nBr2. Phản ứng cộng các bạn nhớ rằng nó là thêm vào thôi. Thế thì các bạn thấy rằng là khối lượng của sản phẩm lớn hơn khối lượng anken ban đầu ấy thì chính là cái khối lượng brom được cộng vào. Như vậy đây là cái cách hỏi khác của cái việc hỏi khối lượng brom là bao nhiêu nha, các bạn lưu ý. Thế thì ở đây số mol của thằng anken chúng ta tính được, ở đây nó là 2,24 lít. Như vậy đây là 0,1 mol. Thì brom là 0,1. Thì lúc này khối lượng ở đây là khối lượng sản phẩm lớn hơn khối lượng anken. Nó chính bằng luôn là cái khối lượng brom phản ứng. Và brom phản ứng ở đây nó là 0,1 nhân với thằng brom là 80 nhân 2 là 160 và kết quả là 16 gram. Đấy. Như vậy 16 gram các bạn đối chiếu với đáp án câu số 2 thì là đáp án D. 2 là đáp án D. Câu số 3. Ứng với công thức phân tử C5H8 có mấy chất thuộc loại alkadien liên hợp. Như vậy đây là thuộc loại đồng phân của alkadien. Nhưng trong các đồng phân của C5H8 thì đề bài chỉ hỏi thằng liên hợp thôi. Như vậy cách đơn thuần nhất là chúng ta viết các cái đồng phân của nó ra và chọn những thằng liên hợp. Như vậy bắt đầu từ C5, như vậy là mạch đầu tiên là mạch thẳng 5C chạy dài. Và alkadien DN tức là có hai liên kết đôi. Như vậy đây là liên kết đôi đầu tiên ta cố định ở đây. Thì liên kết đôi còn lại có thể nằm bên cạnh nó. Hoặc là liên kết đôi đầu tiên cố định ở đây thì liên kết đôi tiếp theo nó chạy cách đó một carbon. Nếu liên kết đôi đầu tiên ở đây thì có thể có trường hợp nữa. Đó là gì? Đấy. Nối đôi nằm ở ngoài cùng. Nha. Và có thể có trường hợp hai liên kết đôi nằm ở giữa. Đấy. Đấy là các trường hợp mạch thẳng. Mạch nhánh của chúng ta thì có 1, 2, 3, 4 và cắt một nhánh. Nếu điền một nối đôi ở đây thì có trường hợp là nối đôi ở đây. Không điền nối đôi ở đây được, vì sao? Vì nối đôi ở đây nữa thì lúc này carbon ở giữa hóa trị 5 mất. Như vậy là không thỏa mãn để hóa trị. Và có một trường hợp nữa. Đó chính là trường hợp này. Carbon này hóa trị 4 thỏa mãn, carbon này hóa trị 4 tối đa thỏa mãn. Như vậy ở đây thằng này nó có tất cả đây là 6 công thức cấu tạo. Thì thằng alkadien liên hợp là những thằng có cái cấu tạo là đôi đơn đôi. Đấy. Thế thằng đôi đôi là không được này. Đôi đơn đôi là được này. Như vậy thằng này được. Đôi đơn đơn đôi tức là cách nhau bởi hai liên kết đơn cũng không được. Thằng này cạnh nhau cũng không được. Đó. Liên hợp là phải cách nhau một liên kết đơn thôi. Đôi đơn đôi thằng này được. Đó. Thằng này thì hai đôi cạnh nhau cũng không được. Như vậy nếu dừng đến đây thì các bạn sẽ khoanh đáp án ở đây là hai chất. Nhưng tuy nhiên các bạn nhớ rằng có liên kết đôi thì có thể có đồng phân hình học nữa. Thế thì nếu mà nối đôi ở đầu mạch thì không có đồng phân hình học. Thằng này không có. Nhưng hãy để ý đến thằng này. Nó là H2
H. Đây là H, H, H3. Như vậy cái liên kết đôi này đầu mạch cũng không có động phân hình học, nhưng nối đôi nằm ở trong ở chỗ này. Thì các bạn thấy rằng một carbon của nối đôi gắn với H, một carbon nối đôi gắn với CH2CH khác nhau. Một carbon của nối đôi gắn với H và một carbon của nối đôi gắn với CH3 cũng khác nhau. Như vậy hai nhóm gắn với carbon nối đôi khác nhau, cả hai thằng thỏa mãn điều kiện của động phân hình học. Như vậy thằng này phải tính là gì? Riêng động phân hình học thì ta phải tính nó là hai chất, vì nó có đồng phân xít đúng không, là cùng phía, và trăng là trái phía, và là đồng phân này. Như vậy chúng ta thằng này là phải tính hai chất và cộng thêm một chất, như vậy nó phải là ba chất cho câu số 3, và ba chất chính là đáp án B. Ba chúng ta là đáp án B. Chúng ta sang câu số 4. Dân 2,24 lít hỗn hợp X gồm có bút 1 in và buta 13 dn, và dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thấy có 8,05 gam kết tủa. Trong X thì phần trăm thể tích của bút 1 in là 25%, 50%, 75% hay 80%. Như vậy mình có tổng thể tích rồi, tức là có tổng số mol rồi. Và bây giờ thằng bút 1 in thì các bạn nhớ rằng là khi phản ứng với AgNO3 ấy, thì khi cho hai thằng này phản ứng ấy, thì chỉ có bút 1 in phản ứng thôi. Đúng không? Phản ứng AgNO3 là ankin có nối ba đầu mạch, đúng không? Nó còn hydro linh động, có hydro linh động của carbon nối ba nên có khả năng phản ứng được. Như vậy các bạn lưu ý rằng đây là gì? Chỉ có bút 1 in phản ứng với AgNO3. Trong NH3. Đó, các bạn nhớ là cái phản ứng này, thực ra nó là hydro liên kết ba đầu mạch đúng không? Thì ở đây ta viết gọn là nó là C4H6 là có bút 1 in. Đấy. Nếu cấu tạo ra ấy, thì nó sẽ là gì? CH nối 3C đúng không? CH2, CH3. Đấy. Thằng này khi cộng với AgNO3 trong NH3. Thì bản chất đây là phản ứng thế bạc. Đúng không? Như vậy 1H bị thế bởi 1 bạc. Thì lúc này thế thì nó phải mất đi 1H. Như vậy C4H6 còn C4H5. Và thế vào đó là AG. Thằng này có màu kết tủa, đây là kết tủa vàng. Và cộng với NH4NO3. Và đề bài cho cái khối lượng của thằng này là 8,05 gam. Là mình tính được cái số mol của kết tủa này. Đó. Các bạn lấy 8,05. Các bạn chia cho M lớn thằng này. 12 x 4 cộng 5 bạc là cộng 108. Thì số mol sẽ là 0,05 mol. Như vậy 0,05 mol này thì sẽ là 0,05 mol bút 1 in. Mà ban đầu đề bài cho 2,24 lít, tức là 0,1 mol. Bởi vậy mà phần trăm thể tích của C4H6 nó bằng phần trăm số mol của C4H6. Và nó bằng 0,05 chia cho 0,1 nhân 100%. Như vậy một nửa, tức là 50%. 50% đó chính là đáp án B cho câu số 4. Như vậy 4 của mình đáp án là B. Câu 5 này. Công thức cấu tạo của 3 metin hex 1 in là có các đáp án A, B, C, D. Như vậy đây là từ tên gọi mà chuyển thành công thức. Thì nguyên tắc là chúng ta đi từ mạch chính trước và quay lại mạch nhánh sau. Như vậy hex 1 in, hex ở đây là 6C. 3, 4, 5, 6. Số 1 có các nối 3, đúng không? 1 in. Ở vị trí carbon số 3 có nhánh metin 1, 2, 3. Như vậy là có CH3. Vậy điện này đổ vào đây là CH, H, H2, H2 và H3. Đấy. Như vậy đây chính là 3 metin hex 1 in. Và ứng với công thức này, loại A vì nối liên kết 3 đây là gì? Không phải là 1 in. Ở B thì ta có ở đây là penta 1 in chứ không phải là hex 1 in nhá. C 2 4 6 carbon là hex 1 in thỏa mãn, đây là 2 in không được. Như vậy đáp án ta cái công thức dưới chính là đáp án C, câu số 5. Vậy 5 ta đã đáp án C. Câu số 6. Có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau khi cộng với hydro dư xúc tác niken tạo thành 3 metin hexan. Như vậy ankin
mà khi cộng với hiro xung tác niken tạo ra 30 tin hexan. 1 2 3 4 5 6. Như vậy vị trí số 3